Xin chào mọi người, mình là Kim Thoa. Còn mình là Thảo Vy. Chúng mình là sinh viên lớp IFK46 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Trong video này, chúng mình sẽ trình bày về mô hình SOGIS. Vậy thì SOGIS có nghĩa là gì? SOGIS là một mô hình tổ hợp của 4 yếu tố tính dục cơ bản, bao gồm Sex Characteristics, đặc điểm giới tính, Gender Identity, bản dạng giới, Gender Expressions, thể hiện giới, Sexual Orientation, xu hướng tính dục. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về đặc điểm giới tính Sex Characteristic. Đây là những đặc điểm di truyền của cơ thể mà từ đó người ta phân chia thành giới tính sinh học nam, male hay giới tính sinh học nữ, female. Chúng bao gồm đặc điểm sơ cấp như nhiễm sắc thể, tuyến sinh dục, bộ phận sinh dục trong và ngoài và nội tiết tốt. Và các đặc điểm thứ cấp thể hiện rõ khi bước vào giai đoạn dậy thì như sự phát triển của cơ bắp, lông, vú, giọng nói, dáng người. Yếu tố tiếp theo là Gender Identity, bản dạng giới. Đây là cách chúng ta cảm nhận sâu sắc, bền vững về giới mà ta thuộc về. Trong đó, bản dạng Identity là bản sắc mang tính cá nhân của riêng một người. Và giới Gender được hiểu là vị trí, vai trò, thể hiện của từng cá nhân trong tương tác với các mối quan hệ xã hội. Bản dạng giới không dựa vào giới tính sinh học mà phụ thuộc vào nhận thức và nhận định của mỗi người. Tiếp đến là Gender Expression, thể hiện giới. Thể hiện giới vô cùng đa dạng, không hề theo khuôn mẫu nào. Thể hiện giới có thể được dùng để truyền tải con người và bản dạng giới thông qua hành vi, giọng điệu, cách nói chuyện, phong cách ăn mặc, tóc tai và trang điểm. Nhưng đó không phải là yếu tố quyết định để kết luận về xu hướng tính dục và giới tính của một người. Ví dụ, người nam vẫn có thể trang điểm hay mặc váy, người nữ vẫn có thể có gu thời trang của nam giới. Yếu tố cuối cùng là Sexual Orientation, xu hướng tính dục. Xu hướng tính dục là sự hấp dẫn, thu hút về mặt tình cảm, tình dục với một hoặc nhiều giới, mang tính chất cố định lâu dài hay linh hoạt theo thời gian. Có thể phân loại xu hướng tính dục theo 4 nhóm cơ bản: dị tính, heterosexuality, nam yêu nữ hoặc nữ yêu nam; đồng tính, homosexuality, nam yêu nam hoặc nữ yêu nữ; đa dạng giới, multisexuality, thích nhiều hơn một giới; và vô tính, asexuality, không thích ai cả. Như vậy, khi hiểu được mô hình SOGIS sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về giới tính của bản thân, tránh được việc bị người khác dán nhãn hoặc tự dán nhãn cho người khác. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể giúp người thân, bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh hiểu về chính họ. Và cuối cùng, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye!